theo ghi nhận của mình thì lúc đầu Hùng Dũng có tên trong danh sách đá chính, tuy nhiên khả năng là Hồng Giang. Và hy vọng các bạn có thể like và share stream này. Còn bây giờ chúng ta sẽ chứng kiến tình huống đá phạt của đội trưởng Văn Quyết. Thủ thành Minh Hiếu vừa rồi đã có một tình huống bắt bóng rất tốt để có thể cứu cho đội nhà một bàn thua phía Minh Long. Và có một thời gian sau đấy nữa, tình huống chuyển dài của Văn Quyết. Ngay lập tức là một pha tổ chức phản công dành cho cao thủ Milan, Triệu Mạnh. Tấn Trường, bóng áo trắng, dứt điểm của Văn Quyết. Pha dứt điểm đã đưa bóng đi hơi cao một chút so với khung thành của cao thủ đưa phát. Anh nhanh gặp một chút chấn thương. Và như vậy là Dũng Trích cũng đã được vào sân. Mở bóng ra biên. Như các bạn thấy đó là đẳng cấp của quả bóng vào Việt Nam. Một tình huống chuyển bóng một chạm rất chuẩn xác. Đây là Văn Quyết. Cơ hội. Di chuyển. Một tình huống ban lãnh đạo của Milan thì đó là một đôi giày mà Dũng Chip đã tự thiết kế. Và bây giờ là một tình huống tổ chức phản công dành cho đội bóng áo trắng. Đây là Triệu Mạnh. Đưa bóng vào trong. Văn Quyết chuyển bóng vào trong rất bất cẩn của Xuân Bảo. Nguy hiểm, tình huống thoát xuống. Đây là Văn Quyết căng ngang. Và đưa bóng vào trong là hơi cao một chút. Đây là Tấn Trưởng, phạt xử lý khá khéo léo. Dứt điểm, vẫn còn. Rất đáng tiếc rằng Văn Quyết vừa đã không thể có một pha. Ozil chuyền bóng một chạm khá hay. Sự có mặt của rất nhiều những em nhỏ đến sân và theo dõi bóng đá như cổ vũ. Dứt điểm. Đó là một tình huống chuyền bóng nhưng không phải là một pha dứt điểm của Tấn Trưởng. Thi đấu rất đồng đội và cầu toàn ở trong pha bóng rồi. Rất đáng tiếc rằng Tấn Trưởng lại không thể đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games năm 2019 tại Philippines. Văn Quyết, đội bóng áo trắng tổ chức tấn công. Xoay sở của Văn Quyết, trả ngược. Đây là Tấn Trường. Rất đáng tiếc khi pha dứt điểm cận chân của Tấn Trường lại đưa bóng đi hơi cao một chút so với khung thành của cao thủ đưa phát. Hùng Dũng. Đưa bóng xuống biên khá tốt. Vẫn còn. Tình huống dứt điểm để cân bằng tỷ số một đều. Tình huống chuyền bóng khá hay của Văn Quyết. Không là chiến thắng thủ thành Minh Hiếu. Thêm một lần nữa thì thủ thành trẻ của Lưu Phát đã có một pha ra vào khá tốt để cứu. Đây là Văn Quyết. Chọc khe. Trương Văn Thái Quý căng ngang. Sau này là câu lạc bộ Hà Nội. Cơ hội dứt điểm không vào. Pha dứt điểm cận thành của Tấn Trường nhưng đã không thể chiến thắng được thủ thành trẻ Minh Hiếu đang thi đấu khá tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Tình huống chuyền dài. Chưa hề bền vị Văn Quyết. Che chắn là khá tốt. Đưa bóng vào. Không thể rằng bóng không đến được vị trí của Tấn Trường. Và đã có bàn thắng dành cho cao thủ đội bóng áo trắng. Người dứt điểm thành công đó là số 10 Nguyễn Văn Quyết. Tình huống chuyền bóng khá tốt để cho Dung Chip xoay sở và đưa ra pha chọc khe cho đồng đội của mình. Văn Quyết ở một cự ly khá gần và pha dứt điểm của anh là dễ dàng để có thể hạ gục được thủ thành Minh Hiếu.
Chào khe. Pha thoát xuống của Dung Chip. Không thể vượt qua được Mạnh Đồng. Đội bóng áo vàng tổ chức phản công. Trong trận đấu ngày này, Thái Quý thiếu khu vực trung tâm. Đây là cơ hội dành cho tấn trưởng. Nhưng đáng tiếc rằng pha chuyền bóng của Văn Quyết lại không thể đến được vị trí mà trận đấu tiếp tục. Thái Quý điều bóng xuống biên cho Dung Chip. Rất trống trải. Ngoặt bóng của Dung Chip. Không thể đến được vị trí của Văn Quyết. Đưa bóng xuống cho Thái Quý. Văn Quyết. Văn Quyết. Mở bóng ra biên. Đây là Dung Chip. Đủ tốc độ của tấn trưởng. Lúc 1 không thuận lợi. Và bây giờ là phản công lại cho các cầu thủ Milan. Tấn trưởng. Dứt điểm không vào. Và dứt điểm của tấn trưởng này. Đỗ Hùng Dũng. Dây chuyển bóng cho Dung Chip. Xoay sở của Dung Chip. Rất khéo và ba cầu thủ đội bóng vàng đã phải có tình huống phạm lỗi để có thể ngăn cản Dung Chip ở trong pha bóng vừa rồi. Dung Chip và cả Trương Văn Thái Quý. Tình huống xử lý rất bất ngờ của hai cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Phạt tâng bóng của Dung Chip mà Thái Quý có một pha vuốt bóng có thể nói là khá nhanh. Phạt xử lý đẳng cấp. Đúng là những tình huống xử lý của các cầu thủ chuyên nghiệp. Ngay tức một pha chuyền dài của Dung Chip. Của BIDV Quang Trung. Dây. Dung Chip. Chọc khe là hơi nhẹ vẫn còn. Văn Quyết. Tình huống xoay sở của đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội FC. Rất khó chịu. Đá ném. Đây là Văn Quyết. Rất đúng nhịp. Văn Quyết đã qua người rồi. Qua thêm cả thủ thành Minh Hiếu trước khi dứt điểm để nâng tỷ số lên 3-1 dành cho các thủ Milan ở phút 81 của trận đấu. Các pha phối hợp có thể nói là rất đẳng cấp của các thủ thuộc biên chế của Hà Nội FC. Chúng ta sẽ được xem lại tình huống nâng tỷ số vừa rồi của Văn Quyết. Một cú đúp dành cho cầu thủ số 10 bên phía Milan. Văn Quyết đã có tình huống phát xuống khá hay trước khi đi qua cả thủ thành Minh Hiếu để dứt điểm vào lưới trống và nâng tỷ số lên 3-1. Và sau pha bóng đó thì Văn Quyết cũng đã rời sân để nhường chỗ cho một cầu thủ số 14 bên phía cầu thủ đội bóng áo trắng. Và Thái Quý cũng đã rời sân. Like và share nhịp đập iFootball và iFootball TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.